con đánh răng buổi sáng đi. Đâu biết con. Đánh đẻ đi, đánh đẻ đi đừng có nhiều. Đánh đánh chừng nào mà cái cây thì nó hết thì nó mới ngừng đánh nha cô chú. Lại đi đừng có nhiều. Làm cái cây này hết mới là ngừng đánh nha chưa. Đánh trong đánh ngoài nhe răng ra. Nhe răng ra nhe chưa? Khoan khoan, that's the last part. Lưỡi là đánh cuối cùng. Này mày đánh chưa? Đánh nhẹ 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 và chậm, slow. Không có phải con đánh như cái máy như vậy hả miệng ra cho mẹ. Hả hả ra, tao đập á, hả ra. Không, để mẹ đánh ở trên, hả hả, hả ở trên. Con đánh như một cái máy như vậy là không có sạch răng đâu nghe chay. Con nghĩ là nó sạch chứ nó không sạch rồi đó. Ngày nào đánh răng là cũng quýt lộn, giống như quýt lộn vậy đó, cô chú. Không, con phải đến từ từ, slow, slow. You have to do it slow. Hey. Hồi nãy giờ cái hàm trên chưa được đánh nè. Để im cho tao đánh nghe chưa, không phải tao đập á. Ở đây, để cho mẹ đánh. Hả mày lên, rồi, nha, hả, hả. Hả ra cho mẹ, giờ mẹ không thấy đường đây nè. Nhăn răng ra. Nhăn răng ra cái hàm trên nhăn ra. Nhả ra. My turn. Ngày nào đánh răng như đánh lộn vậy. Tao đập con này quá. Lẹ lên. Đánh ở trên. Cái này mặc dù nó cái đồng hồ cát này nó chảy hết rồi nhưng mà do là con đánh không đúng nên mày bắt cho mặt, mày bắt con đánh một cái đồng hồ cát nữa. Đánh hàm trên, rồi đây. Rồi đây mẹ đánh là mày chiến con sâu trong đây nè, con sâu đó nó giết chừng mày giết con sâu ở trong này nè. Quay qua đi cho mày coi coi. Rồi nhăn răng này mày coi coi, nhăn răng này coi, nhăn ra. Đánh nhăn hàm trên, hàm trên. Muốn lộn chứ con thì đi. Muốn lộn thì cái chứ. Cười tao đập cho bây giờ chứ cười. Đánh tiếp tục. Con đánh không sạch thì mẹ bắt đánh lần thứ ba nữa đó. Đánh chậm chậm thôi. Slow. Đánh này như máy bay 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 vậy. Cười rồi tao đập cho bây giờ chứ cười. Rồi. Rồi. Rồi tự uống nước đi. Tự uống nước vô. Mày thay cái đầu bằng chải đi mày ra ấy mày kiếm. Tiếp tục rửa miệng rửa mặt rửa đồ lẹ lên. Từ đây nè rồi lấy nước này rửa miệng rửa đồ chưa. Rồi rửa mặt. Mặt rửa mạnh lên. Rửa hai gàn chưa, gàn hai bên chưa, rửa gàn hai bên. Nữa rửa tiếp. Rửa miệng vòng vòng cái miệng hồi nãy ăn cheese kìa. Lẹ lên. Con mắt nữa kìa, con mắt còn gàn kìa, rửa đi. Thôi bây giờ con rửa hay mẹ rửa. À rửa xuống, rửa xuống. Trời ơi coi. Chứ tao đập con này quá. Mày đập con ngay kìa. Rồi rửa tiếp. Rồi tiếp rửa tiếp. Rửa mặt. Không mấy nước, không mấy nước nữa. Sáng nào mà cái này là cũng như đánh lộn với nó là sao đó. Chả được cái nổi luôn. Oh my face. Mommy, we know. Rồi bây giờ rửa tới vệ sinh cá nhân. Tắt camera là rửa vệ sinh cá nhân. Ôi ơi cô chú ơi. Cái này là trong dịp mẹ có 102 nó nói mẹ có ken du cột tóc mi. Phải không? Nó nói ken du cột tóc mi là mẹ có thể nào cột tóc cho con không? Cái này là ngàn năm có một à. Phải chạy đi lấy cột liền chứ. Ơi, ken du cột tóc mi. Được rồi không? À, trời ơi con nhìn cả. Con coi mày cột tóc con xong rồi con đẹp. Lên ghế ngồi giùm cho mẹ cái đàng hoàng cái. Ngồi xích chưa ngồi đàng hoàng. Mommy look. What you mom look. That's what you see in my lake. À, ngắm mình ra. Water too. Muốn nước hả?
cái nước Elsa đâu vậy? Ô, nước Elsa ở Mom, can we get some crab, Mommy? Hả? In the freezer, crab in the freezer. Không. Con phải ăn cháo xong rồi mới ăn crab sao? Ăn crab sao? I want to drink crab, Mommy. Không. Ăn cháo xong rồi rủ sữa sao? Chứ đâu có vừa ăn vừa uống được. Chay này bữa nay ăn cháo với lại hả rau củ quả nha cô chú nha. Chú lâu quá rồi không coi chạy ăn ăn đồ ăn á. Nóng mà, sorry. Tình yêu ơi, nước ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi chay. Mày xin lỗi, you know, blow it. Rồi thổi. Rồi xong. Ngàn lời xin lỗi chay. Trong đây là có nấm nè, có gì đó. Cà rốt nè. Đó, chú đã chạy dẫu chưa? À, nóng, xin lỗi. Boil the water. Chưa. Mẹ con muốn nước mẹ. Nước nè. Mẹ con muốn nước. Nước. Bà Ly. Nữa không? You waste apple water. Cô chú biết không, chay á, cô chú. Nó mới ăn mít quá trời mít luôn nè cô chú nè. Nó khoái mít lắm á cô chú. Mommy, a little bite. À, nhỏ thôi. A little bite. Rồi thôi, nhỏ rồi, ăn hả? Nó thà ăn mít á, thấy nó đỡ hơn là ăn sầu riêng, biết không, sầu riêng nó nóng hơn. Đầu mà nó ngồi nó quất, có chắc cỡ 10 muỗng mít á. Còn cái trán của nó kìa. Trán này là trắng vô. Không? Phải chay trắng vô không? Water. Con nói chuyện với mẹ đàng hoàng. Water. Mẹ ơi làm sao? Mẹ ơi làm sao? Mẹ cho con nước. Giỡn mặt dữ lắm. Mẹ ơi cho con nước, mẹ ơi. Giỡn thiệt chứ. Đây nó nghe nè, ăn đàng hoàng nha chứ không có để mà. Nhớ mấy mà nó sặc á. Sặc cháo rồi. Bạt lắm, cho cái mặt đó thì cô chú cứ nhìn cô chú muốn hôn cái cho nó một cái không? Hôn ngay chỗ này nè. À, cười với cô chú cái này cho cô chú chụp tấm hình. Cười cho thiệt đẹp luôn chú chụp tấm hình. Con này kỳ ghê, nó lúc nào nó cũng kỳ hết. Water. Trời, excuse me. Mày có điện thoại nè. Dạ, alo. Dạ. Em thấy ở Florida là nhà cũng ngập quá, vậy cho thuê ví dụ như chị. Đang chơi gì em? Mommy, I'm not doing anything, I'm just playing. À, con không có chơi gì hết, con chỉ cầm thôi à, ok. Hả, miệng bự ăn cho hết, vô dùng cái đi, cho cô chú khen, vô dùng cái đi. Ăn chén cháo. Tình yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ. Ôi, nãy nó ăn thêm nửa trái bắp nữa đó cô chú. Mommy wait, à. I need to water. Nửa sao mà mỗi muỗng ăn là mỗi muỗng nước vậy? Mời nè cả. Thôi đừng mà, kỳ ghê á, làm mờ góc cái. Cô chú. Silly. Stop being so silly. Don't move, okay? I need you. Khó hiểu thì con má quên kissing time. Rồi ăn hết rồi mẹ chơi với con kissing time mà con dạy cho mẹ lộn mèo. Con nhớ con dạy để lộn mèo không? Trời cô chú ơi, nó dạy mẹ nó lộn mèo. Mà cái Ngọc làm bộ, cái Ngọc nói là Ngọc không biết chơi lộn mèo, nó dạy cho Ngọc. Rồi cái Ngọc lừa lộn không được á, cái nó nói là mẹ tại vì do mẹ mập quá nên mẹ làm được. Mẹ phải ăn ít lại thôi mới lộn mèo được, có được đời không? Nó nói là trước tiên là mày phải ăn ít lại. Mày thấy con không? Con nhỏ lắm. Còn mẹ bự quá. Thả ra. Mẹ bự quá phải không chay? Mẹ bự quá mày lộn mèo không được phải không? Mom, can you eat food? Hả? Can you eat food just like daddy? Là sao? Ăn gì? Eat food
mình. Thì con ăn hết cái này đi. Ăn hết cái chén này đi, nó ăn gần hết rồi nè cô chú nè. Cô chú thấy à, cô chú thấy chay giỏi chưa? Đây là cô chú coi nè. Thấy chưa? Giờ cầm cái chén húp luôn, cầm chén húp hết. Húp hết luôn nè. Thấy chưa cô chú? Nó ăn nó không còn đây cho cô chú coi. Thấy chưa? Đây nè cho cô chú coi nè. Coi nè đó. Thấy chưa? Yummy mắm chấm mì. Yummy chấm mì. Cho miếng nước giòn, miếng nước giòn, nước giòn. Đó, cô chú thấy tình ơi xin ngủ yên chưa? Quá dỗ luôn cô chú thấy chưa? Đó. Rồi. Rồi vuốt xuống nha. Vuốt xuống nha. Không không mới ăn xong chưa? Trời ơi bớt no đã chứ còn mà giờ mày vô mà nhào lộn trong đó nữa là con ói ra đó. Cho đợi con đợi 20 phút nữa tiếng đồng hồ nó đi về chơi con tới 9 giờ đi chơi. Nha, nghe lời mẹ nha. You make it down skin the swallow. Rồi ok. Rồi. Để mày ngồi đó đi mày để mày đi dọn cái chén này con ngồi sao con chị con té nha con. Ôi ôi vũ ghê thật đấy chứ. Tí mèo ơi. Xin tha thứ. Xin lỗi. Có chuyện gì để nói với cô chú không? Kể cho cô chú nghe từ sáng giờ sao? À, con không kể hả? Ok, giờ cho ăn gummy bear. Ok. Rồi, ăn gummy bear đi. Mới ăn xong hết mấy cái đó mày cho ăn gummy bear. Quả gì cả đi, cả đi. Ăn gummy bear đi. Con ăn thì con lấy cục nào đang ăn, con đổ cái gì thì vậy ta đổ xuống bàn. Thứ nhất là nó dơ cái bàn, thứ hai là nó dơ gummy bear nữa. Cái bàn đâu có biết có sạch sẽ gì không đó, phải làm như vậy nè. Ăn uống phải ăn cho sạch sẽ chứ. Cười cưng. Ngon đó con. Con có chuyện gì con tâm sự với cô chú ông bà không? Hả? A Trì sao bữa nay không mất tích luôn, chắc A Trì đi qua nhà ba của A Trì à. À, con bà Nhung mới nói, bà Nhung mới nói tên A Trì là gì? A Trì. Ờ, mà bà Nhung mới nói là gì? Nhung mới nói là Andrew phải không? Yeah mà Nhung mới nói là chữ thật R. À bà Nhung mới đâu có biết nói chữ Andrew đâu. Bà Toàn có nói là PHP Andrew. PHP Andrew đúng rồi Toàn. Spell đúng. Spell cái tên ta không có phải. Tên Andrew đâu phải spell vậy. A-U-D-R-E-Y. Echo. Con nói đi. A-U. No mà. Không mà con chưa chưa. H-E-I Andrew. H-E-I Andrew. Trời ơi, nay đánh vần tên ta luôn mà đánh sai nữa. Bây giờ con nè, con hay quá, con đánh vần tên con đi. J-A-D-E. Jade. J-A-D-E. Nữa. Cày ghê á, ngồi xuống. Con đánh vần tên con đi. J-A-D-E. Hả? Mẹ tên gì con nó tiêu vậy? Mẹ tên gì? Mẹ tên gì á? Bổ gì? Bổ gì? Bổ ngà. Bổ ngà. Mẹ họ gì ta? Mẹ họ gì? Mẹ... No, mommy last name. Con nói đây mẹ họ Huỳnh. Con nói đi con, Huỳnh. No, can you eat it? Mà bữa giờ con chưa có biết nói tới cái họ của mẹ nè. Con nói đi, Huỳnh. Đọc đi, Huỳnh. Huỳnh. Thị. I want candy. Rồi ăn nói đi rồi mẹ cho. Nhìn lên camera nói đi Huỳnh. Rồi mẹ cho ring pop. Nói đi Huỳnh. No fruit roll. No I don't want anything. Con có muốn fruit roll lọc không? No. Rồi không ăn nha thôi. Nhưng mà cũng phải nói Huỳnh. And I want to win. I don't want to ask. Thôi nghỉ chơi con chay đi. Con chay nó muốn nói chuyện mẹ nó. Biết cái này gì không? Này là dầu gió. I don't know what's so sad. Nè thử đây là biết dầu gió là gì nè. It smells relaxing. Smell relaxing. Nó nghe cái mùi thư giãn quá. What is it for mom? Dầu gió này đó hả con? Dầu gió này là để con bị mũi cắn nè. Con nhớ mẹ con bị mũi cắn mày xức cho con không? Rồi con bị té nè, con bị bầm nè, bị bruise nè là mày xức cho con nè. Rồi con bị đau lưng, đau tai. Rồi mình xức dầu gió. Khi mà con bị đau tay đó, đau chân, đau lưng rồi này kia là con nói mẹ lấy dầu gió sức cho con nha. Mommy, break it like this. Hả? Break it.
sao? I don't know what it. I don't know what it is. This is. Dầu gió. No, mommy, I don't know what this is supposed to be. Sức vô cho sức vô là hết đau liền. Khi mà con đang đau là con sức dầu gió vô là hết đau liền. Mommy. Mommy, just go with us, mom. Just play with an hour before. Là sao không hiểu? Mom, remember I'm hurt, mommy. Con đau remember đâu? Remember I hurt like in two knees, uh-huh. In my arm too. Uh-huh. Remember I smashed two arms and I said boom. Uh-huh. And I said, oh, and I said daddy was in the swing. Uh-huh. And I bite. À, cô làm cái màn hình của mẹ dơ, cô chú thấy mờ căm mà. Rồi, được rồi đó. Nó dầu gió, con nhớ nha, khi mà con đau là con nói mẹ, mẹ con muốn dầu gió. I won't be silent. Này mặc đồ năng động cho cô chú. Tự vô thay quần luôn cô chú. Nó hồi nãy nó mặc quần dài, xong rồi cái nó muốn thay lại quần ngắn lại, tự vô lấy quần nó thay luôn cô chú, tin nổi không? Có tin nổi hay không? Chay, Chay, do you wanna go shower with daddy? No. Oh yes. Okay, vô đi tắm với ba đi. Okay, vô tắm với ba đi.